Chào mừng mọi người đến với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây, thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của cả nhà nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Tổng thư ký NATO muốn cắt giảm thủ tục gia nhập cho Ukraine. Tổng thư ký Stoltenberg đề xuất bỏ qua yêu cầu về kế hoạch hành động thành viên cho Ukraine trong lộ trình gia nhập NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 10 tháng 7 cho rằng kể từ khi liên minh từ năm 2008 xác định kế hoạch hành động thành viên MAP sẽ là bước tiếp theo với Ukraine trong lộ trình gia nhập. Kiev đã đi được một chặng đường dài và đã gần hơn rất nhiều với NATO. Việc chúng ta cùng nhau làm rõ rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO, loại bỏ MAP với nước này sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ và tích cực tới Kiev, ông Stoltenberg nói. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cùng ngày cũng thông báo trên Twitter rằng NATO đã đồng thuận loại bỏ MAP khỏi lộ trình kết nạp nước này. Tôi hoan nghênh quyết định được chờ đợi từ lâu này sẽ rút ngắn con đường gia nhập NATO của chúng tôi, ông Kuleba cho biết. MAP là chương trình tư vấn, hỗ trợ của NATO dành cho những nước muốn gia nhập liên minh, được ra mắt hồi tháng 4 năm 1999. Thủ tục này đã hỗ trợ nhiều nước trong quá trình gia nhập NATO như Bulgaria, Estonia, Latvia, Litva, Romania, Slovakia và Slovenia trở thành thành viên liên minh năm 2004. Cộng hòa Bắc Macedonia tham gia MAP từ năm 1999 và được kết nạp vào NATO tháng 3 năm 2020. Tuyên bố của Tổng thư ký NATO được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh của liên minh này ở Litva ngày 10 đến ngày 12 tháng 7. Ukraine đã thúc giục NATO đưa ra lời mời nước này gia nhập, nhận định rằng viễn cảnh Kiev vào liên minh có thể ngăn xung đột tương lai tại châu Âu. Ukraine cho rằng hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius là cơ hội để sửa chữa sai lầm của hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest năm 2008, nơi liên minh hứa hẹn kết nạp Ukraine và Georgia, nhưng không nói rõ khi nào hoặc làm thế nào để thực hiện hóa điều này. Tin tiếp theo, Pháp cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Pháp sẽ cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Kharpi để giúp lực lượng Ukraine tự vệ và tấn công mục tiêu nằm sâu trong vòng tiến của Nga. Tôi đã quyết định tăng cường chuyển giao vũ khí và thiết bị để giúp Ukraine có khả năng tấn công xa hơn, đồng thời duy trì học thuyết hỗ trợ Kiev bảo vệ lãnh thổ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 10 tháng 7 phát biểu khi tới Vilnius, Litva dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Ông nói rằng loại vũ khí được chuyển giao là tên lửa hành trình tầm xa Kharpi đã được Anh chuyển giao cho Ukraine với tên gọi Storm Shadow, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về số lượng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó tuyên bố việc Pháp cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine là sai lầm và sẽ gây ra hậu quả cho Kiev. Tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow do Anh và Pháp hợp tác phát triển có tốc độ tối đa 1.000 km/h, độ sức đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 250 đến 560 km tùy biến thể. Mỗi quả đạn có giá hơn 3 triệu USD. Không quân Ukraine sử dụng chúng để tấn công những mục tiêu giá trị cao, được lưới phòng không bảo vệ và nằm sâu trong lãnh thổ Nga kiểm soát. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 11 tháng 5 xác nhận London cung cấp tên lửa Storm Shadow cho Kiev. Một quan chức quân sự Mỹ cho hay xét về tầm bắn, đây là vũ khí thay đổi cuộc chơi, mang lại năng lượng mà Ukraine đã yêu cầu từ khi chiến sự bùng phát. Giới chức Nga cho biết lực lượng Ukraine lần đầu sử dụng tên lửa Storm Shadow trong cuộc tập kích thành phố Lugan hôm 12 tháng 5. Quan chức Lugan nói rằng Ukraine cũng triển khai 17 ADM-160B do Mỹ chế tạo trong các đòn tập kích bằng tên lửa Storm Shadow nhằm gây khó khăn cho lưới phòng không Nga. Dmitry Rogozin, lãnh đạo nhóm cố vấn quân sự Sói Sa Hoàng của Nga, tuần trước thông báo lực lượng này thu được tên lửa Storm Shadow gần như nguyên vẹn và đã chuyển cho tập đoàn quốc phòng để nghiên cứu và tìm cách khắc chế. Tin kế tiếp, trực thăng tham quan đỉnh Everest gặp nạn, 5 người chết. Trực thăng chở 5 khách Mexico tham quan đỉnh núi cao nhất thế giới gặp nạn ở Menepal. 5 thi thể được phát hiện, 1 người mất tích. Trực thăng du lịch mang số hiệu 9NMV của hãng Manan Air mất liên lạc sáng 11 tháng 7 khi chở 5 du khách người Mexico tham quan đỉnh Everest.
Máy bay gặp nạn khoảng 10 phút sau khi cất cánh từ thị trấn South Everest hướng đến thủ đô Kathmandu. Hãng bay Manan Air lập tức điều một trực thăng khác tìm kiếm. Cảnh sát Nepal sau đó thông báo tìm thấy trực thăng rơi tại biên giới làng Litku và khu dân cư Lamajura Danda. Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và chứng kiến đám cháy tại hiện trường. 5 thi thể được tìm thấy, giới chức đang tìm kiếm người thứ 6. Manan Air chuyên cung cấp tour tham quan đỉnh Everest bằng thực thăm qua khu cắm trại trên núi, nơi du khách có thể quan sát khu vực Everest rộng lớn. Trong 30 năm qua, gần 30 vụ tai nạn hàng không gây chết người đã xảy ra ở Nepal. Vụ tai nạn mới nhất xảy ra 6 tháng sau thảm kịch máy bay khiến 72 người thiệt mạng ở miền Tây nước này. Quốc gia nằm trên dãy Himalaya có những đường băng hẻo lánh phức tạp nhất thế giới. Nhiều đường bay nằm sát các dãy núi phủ tuyết, thời tiết thay đổi nhanh chóng, khiến ngay cả những phi công giàu kinh nghiệm cũng gặp khó khăn. Ngành hàng không Nepal cũng bị đánh giá là kém an toàn do tình trạng đào tạo, công tác bảo trì thiếu chất lượng. Các quốc gia thuộc Liên minh châu EU đã cấm toàn bộ các hãng hàng không Nepal vào không phận vì lý do này. Bản tin thứ tư, Trung Quốc nói Nhật xả nước phóng xạ để trút gánh nặng. Trung Quốc cáo buộc Nhật nóng lòng xả nước phóng xạ ra đại dương để trút gánh nặng, thay vì quan tâm môi trường và sức khỏe con người. Cả thế giới lo lắng về tác động tiềm tàng đối với môi trường biển, thực phẩm và sức khỏe con người khi Nhật quyết định xả nước thải phóng xạ của nhà máy Fukushima ra biển. Nhưng chính phủ Nhật Bản chỉ tỏ ra nóng lòng muốn trút bỏ gánh nặng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 10 tháng 7. Bà Mao cũng cáo buộc Nhật Bản không quan tâm hậu quả với các quốc gia khác và chỉ đơn giản theo đuổi kế hoạch ích kỷ, vô trách nhiệm. Bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA hôm 4 tháng 7 chấp nhận kế hoạch xả nước thải phóng xạ từ nhà máy Fukushima của Nhật Bản ra Thái Bình Dương, nói rằng nước thải được xử lý sẽ đáp ứng tiêu chuẩn an toàn quốc tế và tác động không đáng kể đến môi trường, sức khỏe. Việc xả nước được cho là sẽ bắt đầu sớm nhất vào tháng 8. Báo cáo của IAEA không giải quyết được những lo ngại của cộng đồng quốc tế về độ tin cậy của hệ thống lọc và tính đầy đủ của kế hoạch giám sát, do đó không thể coi là đánh giá chính xác cho kế hoạch xả nước của Nhật Bản, bà Mao nói thêm. Đồng thời kêu gọi Nhật Bản dừng kế hoạch xử lý nguồn nước bị nhiễm phóng xạ một cách trách nhiệm và an toàn. Nhật Bản tháng 3 năm 2011 hứng chịu thảm họa kép động đất và sóng thần, khiến nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị ảnh hưởng. Ba lãi lò phản ứng tan chảy, giải phóng lượng lớn phóng xạ vào môi trường xung quanh. TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy, phải xử lý hàng trăm bể chứa hơn 1 triệu tấn nước ô nhiễm dùng để làm mát lò phản ứng trong sự cố. Năm 2021, giới chức Nhật Bản dự đoán nhà máy Fukushima không còn đủ chỗ chứa nguồn nước thải và quyết định lên kế hoạch xả dần nước đã qua xử lý xuống biển. Theo kế hoạch được IAEA phê duyệt, Nhật Bản sẽ bắt đầu xả hơn 1 triệu tấn nước trong vòng 40 năm. Các nước láng giềng của Nhật Bản như Trung Quốc, Triều Tiên đều phản bối kế hoạch hành này. Cơ quan Hải quan Trung Quốc hôm 7 tháng 7 thông báo cấp nhập khẩu thực phẩm từ Fukushima và tỉnh tỉnh khác của Nhật Bản, đồng thời sẽ kiểm tra nghiêm ngặt giấy phép nhập khẩu thực phẩm từ các khu vực khác, đặc biệt là thủy sản. Triều Tiên hôm 9 tháng 7 chỉ trích IAEA tiêu chuẩn kép khi nỗ lực kiềm chế chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhưng phê chuẩn kế hoạch xả nước phóng xạ của Nhật Bản. Tại Hàn Quốc, nước láng giềng khác của Nhật Bản, chính phủ xác nhận kế hoạch xả nước thải của Nhật Bản an toàn, mức độ ô nhiễm của nước được bơm ra từ nhà máy nằm trong tiêu chuẩn chấp nhận được và không ảnh hưởng đáng kể đến các vùng biển của Hàn Quốc. Tuy nhiên, các nghị sĩ đối lập và hàng trăm người dân đã biểu tình để phản đối, bày tỏ nghi ngờ đánh giá của IAEA. Như thường lệ thì bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay cũng là bản tin hay và hấp dẫn, cũng là thú vị luôn nha cả nhà. Và bây giờ, để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào, thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Những con vít có thể khiến tàu lặn Titan gặp nạn. Những con vít bắt màn hình vào thân tàu Titan có thể khiến lớp vỏ bằng sợi carbon dần suy yếu và bị nghiền nát dưới biển khi đến ngưỡng, theo chuyên gia. Thảm kịch tàu lặn Titan bị nghiền nát dưới đáy đại Tây Dương ngày 23 tháng 6 khiến truyền thông lẫn giới chuyên môn quan tâm bàn luận. Bên cạnh những nhận định về lỗi thiết kế, sai cấu trúc hai vượt, độ sâu của tàu Titan, giả thuyết thất bại do vật liệu cũng được giới chức chuyên gia đặt ra.
Nhiều thông tin cho thấy nhà sản xuất Ocean Gate đã tự ý cải tạo tàu Titan từ mục đích viễn thám khoa học sang du lịch chở người. Hình ảnh về quá trình đóng tàu do Ocean Gate công bố cho thấy hai màn hình hiển thị đã được công ty cho bắt vít thẳng vào thân tàu, vốn được bọc bằng lớp sợi carbon ở mặt ngoài như siêu stop template từ quảng cáo. Đây là điều tối kỵ vì sợi carbon bền hơn thép 5 lần nhưng lại rất giòn, thường được trộn cùng với keo resin để dán lên bề mặt vật liệu cần bao bọc. Quá trình dán phủ này được tạo từ từng lớp chồng lớp lên nhau, tương tự dán từng lớp giấy có phớ sẵn keo. Cấu trúc sợi carbon do đó sẽ không phải dạng tấm nguyên khối nguyên chất, mà sẽ là một dạng composite của sợi carbon với resin. Công ty Ocean Gate đã sử dụng tên gọi Carbon Fabric Composite, composite sợi carbon, cho vật liệu này trong bằng sáng chế được cấp năm 2021. Vì là dạng carbon, trong cấu trúc sợi carbon này sẽ có nhiều khoảng trống hiển vi mà keo resin không thể lấp đầy. Ocean Gate cho biết tỷ lệ trống là dưới 1%, nhưng con số này không được minh chứng cụ thể. Sự khác biệt giữa tỷ lệ khoảng trống 0,99% và 0,00000001% cũng có thể ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ khu cấu trúc cũng như tốc độ vỡ vụn của vật liệu. Phương pháp khoan và bắt vít màn hình lên thân tàu sẽ tạo ra khe nứt nhỏ trên bề mặt composite bên trong. Sau nhiều hành trình lặn xuống tham quan xác tàu Titanic ở độ sâu 3.800m, thân tàu Titan liên tục chịu áp suất lớn trong thời gian dài, khiến vết nứt có thể lan nhanh như kính nứt vỡ. Hiện tượng này có thể ví von với hình ảnh một con sông băng bị đóng một lỗ trên bề mặt. Vết nứt ban đầu nhỏ nhưng dần sau mỗi lần gõ búa đủ lâu và đủ lực sẽ làm toát ra một mảnh hàng trăm mét, dẫn tới cả một khối băng lớn bị rạn. Sợi carbon nổi tiếng với sức bền, nhưng đó không phải là sức bền nén, yếu tố then chốt để chịu áp lực dưới đáy đại dương, mà là bền kéo để giữ cho khung không bị căng ra. Sợi carbon composite rạn chập hơn so với nguyên chất, khiến quá trình nứt vỡ diễn ra từ từ, điểm rạn cấu trúc quá nhỏ nên không thể phát hiện từ bên ngoài. Tốc độ vỡ trong cùng một lớp sợi carbon sẽ nhanh hơn từ lớp này sang lớp kia, nên vết rạn sẽ lớn dần cho đến lúc làm cấu trúc mặt trong cực kỳ yếu. Khi hội tụ đủ điều kiện, chỉ cần bọn va chạm nhẹ, một cú hích trượt với bất kỳ vật thể gì dưới đáy đại dương, cũng đủ sinh ra vụ co sập kinh hoàng với tàu lặn Titan, cướp đi sinh mạng của 5 người trong tàu. Trong trường hợp đó, cấu trúc bằng sợi carbon composite sẽ vột ngột vỡ vụn, dù các lần trước đó không có hiện tượng gì bất thường. Điều này giải thích tại sao các chuyến đi trước của tàu Titan vẫn bình thường, nhưng hành trình cuối cùng hôm 18 tháng 6 là thời điểm con tàu đạt tới ngưỡng chịu đựng. Trên thực tế, nhà sản xuất có thể sử dụng vật liệu mới mẻ hơn, bền hơn, cứng hơn, nhưng họ phải luôn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn trên mức tối thiểu. Tự cải tạo và tự đặt ra tiêu chuẩn an toàn cho riêng mình luôn tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video. Và để ủng hộ kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng Trần Lộc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong tương lai có nhiều khán giả hơn nữa ủng hộ mình trong thời gian sắp tới nha. Và bây giờ thì xin kính chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo. Bye bye!